Ngày 13 tháng 6, tại cuộc gặp với các phóng viên chiến trường, Tổng thống Putin cho biết các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt đang thay đổi theo tình hình hiện tại, nhưng nhìn chung vẫn giữ nguyên. Ông lưu ý rằng Nga đang thực hiện dần dần và có phương pháp việc phi quân sự hóa Ukraine. Theo ông, Nga không cần đợt huy động mới. Tổng thống Putin cũng tuyên bố chìa khóa để giải quyết vấn đề Ukraine ở phía phương Tây. Nếu họ thực sự muốn chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với sự giúp đỡ của các cuộc đàm phán, họ chỉ cần đưa ra một quyết định, ngừng cung cấp vũ khí và thiết bị. Về việc một số khu vực biên giới của Nga bị pháo kích, Tổng thống Putin cho biết họ sẽ chuẩn bị tốt hơn khi biết kẻ thù hành xử theo cách này. Và nếu điều này tiếp tục, thì Nga sẽ phải xem xét để tạo ra một loại vùng sạch nào đó trên lãnh thổ Ukraine ở khoảng cách xa đến mức pháo kích không thể đến được lãnh thổ của nước này. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh đây là một vấn đề riêng biệt và không phải ngày mai sẽ bắt đầu mà cần xem tình hình sẽ phát triển như thế nào. Theo nhà lãnh đạo Nga, đối với các vùng biên giới mà Ukraine tấn công, chủ yếu liên quan đến mong muốn thu hút lực lượng và phương tiện của Nga về hướng này, rút một bộ phận đơn vị khỏi những khu vực được coi là quan trọng và then chốt nhất từ quan điểm cuộc tấn công có thể xảy ra của lực lượng vũ trang Ukraine.